U23 Việt Nam khi ông Chausier mài dũa ngọc thô. Huấn luyện viên Philippe Chausier lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất của U23 Việt Nam. Của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn dự giải vòng loại U23 châu Á 2024. Sau giải U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Philippe Chausier lập tức triệu tập lên đội U23 Việt Nam xin mấy cầu thủ gồm thủ môn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Chiến lược gia người Pháp cũng gọi thêm các hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thành Nhàn. Ngoài ra, 7 trên 22 cầu thủ được ông Chausier giữ lại sau một tuần tập luyện một tuần tại Hà Nội gồm thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam. Như vậy, huấn luyện viên Philippe Chausier đang có lực lượng tốt nhất của U23 Việt Nam, được lựa chọn từ danh sách vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Các cầu thủ thường xuyên được ra sân ở V-League và những gương mặt tiềm năng đang chơi ở giải hạng nhất, hạng nhì. Không như người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, ông Chausier có được lực lượng U23 tinh túy ở thời điểm hiện tại khi giải U23 Đông Nam Á và V-League 2023 đều đã khép lại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn cần một giải đấu để thử lửa, có sự đánh giá với những lựa chọn vừa qua. Từ đó tiến hành cuộc trẻ hóa cho tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2026. Thật may là tại vòng loại U23 châu Á 2024 tới đây, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 tại Phú Thọ. Các đối thủ của U23 Việt Nam đều khá mềm là U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Đảo Guam. Ở giải đấu này, huấn luyện viên Philippe Chausier nhiều khả năng soi tua cầu thủ, trao cơ hội cho tất cả học trò được ra sân thể hiện năng lực. Hành trình mài ngọc thô của nhà cầm quân người Pháp không chỉ hướng tới ASEAN 19 mà còn là cơ sở lựa chọn những gương mặt trẻ, nhân tố mới cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Chủ trương và hướng đi của VFF là tập trung cho bóng đá trẻ, vì thế sự góp sức của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hay ông Philippe Chausier là rất quan trọng và cần thiết. Điều đáng mừng là U23 Việt Nam vừa giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, lẫn đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chausier triệu tập. Nhất là tuyển Việt Nam sắp tới có sự đồng nhất về lối chơi, cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là dự World Cup trong tương lai gần. Ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và áp lực lên huấn luyện viên Chausier. Ngôi vô địch U23 Đông Nam Á mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thu hoạch được. Một huấn luyện viên Chausier có những thay đổi trong nhìn nhận về bóng đá trẻ Việt Nam (VN) để chuẩn bị cho những sân chơi châu Á vào tháng 9. Thành phần 23 cầu thủ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang đến Thái Lan và đoạt chức vô địch chưa phải là một đội tuyển U23 Việt Nam được chọn lọc kỹ càng. Đó là sự lì lợm và chững chạc của các cầu thủ trẻ là cách ứng xử khi chơi bóng và cách thể hiện theo ý đồ của huấn luyện viên. Đã có 10 cầu thủ trở về từ Thái Lan được huấn luyện viên Chausier bổ sung vào thành phần dự tuyển U23 mà huấn luyện viên người Pháp chuẩn bị cho sân chơi châu Á vào tháng 9, cùng vòng loại U23 châu Á và ASEAN 19. Ít nhiều thì chức vô địch U23 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khiến huấn luyện viên Chausier chịu áp lực. Bởi cách chơi bóng của tập thể này không giống hoàn toàn với những gì ông Chausier muốn các cầu thủ Việt Nam ở những cấp đội tuyển phải thực thi. Tại vòng loại giải U23 châu Á, Việt Nam là bảng trưởng bảng C đá tại Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 6 đến ngày 12/9 với 3 đội Guam, Yemen và Singapore. Sau vòng loại này là sân chơi ASEAN mà Việt Nam cùng bảng B với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. U23 Việt Nam, dù là dưới tay thế nào khi đá hai giải châu Á trong tháng 9 bắt buộc phải chất lượng hơn, làm mới hơn và được nâng cấp hơn so với lứa cầu thủ vừa đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á. Và tất nhiên là càng không thể nhạt nhòa thiếu sức bật như một đội trẻ từng thất bại ở bán kết SEA Games 32 trước Indonesia, đội sau đó vô địch được. Huấn luyện viên Chausier được mệnh danh là phù thủy trắng những năm 2000 khi làm bóng đá Nhật. Có thể triết lý của chiến lược gia Pháp cao siêu rất hay, nhưng đó là với bóng đá Nhật và nền tảng của các cầu thủ Nhật. Còn với các cầu thủ trẻ Việt Nam thì triết lý cần thiết là phải phù hợp với cầu thủ Việt Nam ở nhiều góc độ. Hơn là buộc các cầu thủ trẻ Việt Nam bây giờ phải như các cầu thủ Nhật những năm 2000. Tại Thái Lan vừa qua, U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch bằng lối chơi thuyết phục với một tinh thần thi đấu cao và tính tập thể thể hiện rất rõ. Điều đấy rất cần cho một lối chơi Việt Nam và tinh thần Việt Nam duy trì và lan tỏa sang các cấp độ đội tuyển để chinh phục những giải đấu lớn hơn. Ngôi sao bị thầy Park lãng quên trở thành cứu tinh cho huấn luyện viên Chausier. Văn Quyết đang có hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại V-League 2023 và anh có thể sẽ là cứu tinh cho huấn luyện viên Chausier trong thời gian sắp tới. V-League 2023 đã hạ màn với chức vô địch thuộc về Công an Hà Nội, trong khi Hà Nội FC chỉ giành ngôi Á quân và đội bóng này có lý do để nuối tiếc, đặc biệt khi chân sút chủ lực của họ là Văn Quyết bị treo giò tới 8 trận ở mùa giải này.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu quả bóng vàng Việt Nam 2022 không nhận phải án phạt, đội bóng áo tím có lẽ đã chơi tốt hơn và khả năng bảo vệ ngôi vô địch của họ cũng tăng lên. Tại V-League 2023, cầu thủ 32 tuổi đã có 9 pha lập công, thành tích mà không bất kỳ cầu thủ nội nào đạt được. Đáng chú ý, số bàn thắng này được anh ghi chỉ trong 12 trận. Nếu thi đấu đầy đủ, anh hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với các ngoại binh. Dù phong độ cao là vậy nhưng khả năng ngôi sao gốc Hà Tây được huấn luyện viên Chelsea gọi lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo còn tại chức, Văn Quyết cũng chơi không hề tệ tại các giải trong nước và liên tục góp mặt ở nhóm những chân sút nội có nhiều bàn thắng nhất. Nhưng ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC vẫn bị nhà cầm quân người Hàn Quốc lãng quên. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại và có những trận giao hữu rất quan trọng để hướng đến vòng loại thứ hai World Cup 2026 cùng ASEAN Cup 2024. Nhưng trước đợt tập trung này, huấn luyện viên Chelsea đang rất đau đầu với bài toán hàng công khi những chân sút mà ông từng gọi lên trong hai lần hội quân gần nhất đều chơi không tốt. Với Tiến Linh, anh là ngòi nổ quan trọng nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng tại V-League 2023, cựu cầu thủ Bình Dương chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Trong khi hai cái tên khách trên hàng công của tuyển Việt Nam là Công Phượng và Văn Toàn đều đang chật vật vì không được ra sân thường xuyên. Với Công Phượng, anh thậm chí mới chỉ được đá 2 phút kể từ khi gia nhập đội bóng Nhật Bản Yokohama vào đầu năm 2023. Còn Văn Toàn không được ra sân trong suốt 2 tháng qua cho câu lạc bộ Seoul Airlines vì chấn thương. Một cái tên khác thường xuyên được gọi lên tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây là Phạm Tuấn Hải chơi ấn tượng hơn với 6 bàn thắng. Nhưng những gì mà ngôi sao sinh năm 1998 để lại là chưa xuất sắc và hiệu suất ghi bàn của anh cũng không quá cao. Trong khi đó, để hướng đến những mục tiêu quan trọng sắp tới, đội tuyển Việt Nam cần có một chân sút đẳng cấp, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm hơn thế. Và thật trùng hợp khi tất cả những gì mà những chiến binh sao vàng cần thì Văn Quyết đều có. Cầu thủ sinh năm 1991 được đánh giá là mẫu tiền đạo thi đấu khôn ngoan, cảm quan không gian tốt, dứt điểm ấn tượng, giàu kinh nghiệm và có khả năng tự xoay sở. Tất nhiên, Văn Quyết không phải là cầu thủ quá toàn diện nhưng anh chắc chắn là một trong số ít những tiền đạo tốt nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Nhưng vấn đề là huấn luyện viên Chelsea liệu có trao cơ hội cho cầu thủ 32 tuổi hay tiếp tục để ngôi sao này ra ngoài. Danh sách như hai lần hội quân trước trong năm 2023. Về phần Văn Quyết, anh đang rất khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi anh đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Thế nên đây chính là những cơ hội cuối cùng để ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC được cháy trong màu áo tuyển Việt Nam. Dù vậy, câu hỏi liệu Văn Quyết có được trao cơ hội trên tuyển hay không thì chỉ huấn luyện viên Chelsea mới trả lời được. U23 Việt Nam, ký ức đáng quên ở Myanmar và hành trình thành khách quen của châu Á. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu cực kỳ đáng quên. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng ta dần trở thành khách quen của sân đấu này. Ảnh, Hoài Thương, ngày chào giải đáng quên. Giải vô địch U23 lúc này là một sân chơi rất đáng chú ý của châu Á. Tuy nhiên, nó mới chỉ bắt đầu từ năm 2013. Vòng loại của giải đấu đầu tiên ấy diễn ra từ ngày 16 tháng 6 năm 2012, ngày 15 tháng 7 năm 2012. Và đấy là khoảng thời gian đáng quên của U23 Việt Nam trong lần đầu dự giải. U23 Việt Nam nằm tại bảng G, khu vực Đông Á. Năm ấy, chúng ta phải đối mặt với những Hàn Quốc, Myanmar, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines. Nếu nhìn vào hiện thực bây giờ, chỉ có Hàn Quốc là mạnh hơn U23 Việt Nam, trong khi bảng đấu có hai vị trí cao nhất được đi tiếp. Ở thời hiện tại, nếu rơi vào bảng đấu này, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam khá cao. Nhưng tại năm 2012, mọi thứ rất khác. U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại năm ấy bằng thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau đó, chúng ta thua tiếp Myanmar 1-3, thắng Philippines 9-0 rồi lại thua Malaysia 0-3, thua Hàn Quốc 0-2. Trong cuộc, sau 5 trận, Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh cùng các đồng đội chỉ thắng một trận duy nhất. Đội hình U23 Việt Nam dù có nhiều tên tuổi đáng chú ý nhưng đứng hạng 5/6 và bị loại sớm. Sự tiến bộ thần tốc của U23 Việt Nam gạt đi nỗi thất vọng năm 2012 tới năm 2015. U23 Việt Nam lại lên đường dự vòng loại U23 châu Á 2016. Chúng ta tiếp tục cử đi đội hình rất mạnh với các ngôi sao của Hoàng Anh, Gia Lai và nhiều tinh hoa từ những đội bóng khác. Lần này, U23 Việt Nam thuộc bảng Y với Nhật Bản, Malaysia và Macau. Bảng đấu được diễn ra tại Malaysia. Trận đầu tiên, Huy Toàn, Công Phượng đổ súng giúp U23 Việt Nam thắng chủ nhà 2-1. Ở lượt thứ hai, chúng ta thua Nhật Bản 0-2 rồi thắng Macau 7-0 ở trận cuối. Chung cuộc, U23 Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận, đứng nhì bảng, đoạt vé dự vòng chung kết. Thừa thế xông lên, năm 2017 khi dự vòng loại của vòng chung kết U23 châu Á 2018, chúng ta lại tiếp tục đứng nhì bảng Y, hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Với vai trò chủ nhà, chúng ta thắng Timor-Leste 4-0, thắng Macau 8-1 và chỉ thua xít sao Hàn Quốc 1-2. Năm 2019, U23 Việt Nam tiếp tục là chủ nhà bảng H vòng chung kết
U23 châu Á 2020 đối với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam đứng nhất bảng ở vòng đấu loại. Chúng ta thắng Brunei 6-0, thắng Indonesia 1-0 và thắng Thái Lan 4-0, có 9 điểm tuyệt đối. Tới năm 2021, U23 Việt Nam thuộc bảng Y, tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta thắng chủ nhà 1-0, thắng Myanmar 1-0 để đứng đầu bảng đấu, có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên dự giải năm 2012, 4 lần sau đó, U23 Việt Nam đều vượt qua vòng loại giải châu Á. Thậm chí, có 2 lần chúng ta đứng đầu bảng ở vòng loại. U23 Việt Nam đã rất nhanh vươn lên không chỉ trở thành khách quen ở giải châu lục mà còn dần dần khẳng định tên tuổi của mình, với đỉnh cao là ngôi Á quân năm 2018. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng tại vòng chung kết 2020 và 2022, U23 Việt Nam chơi chưa thật sự thành công. Chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng năm 2020. Năm 2022, đội cũng dừng chân tại vòng tứ kết. Năm nay, U23 Việt Nam tham dự vòng loại cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chúng ta lại là chủ nhà, đối với Singapore, Yemen cùng Đài Loan. Sẽ chỉ có đội đầu bảng là đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết. Đội nhì bảng sẽ phải cạnh tranh nhóm hạng nhì xuất sắc nhất mùng 4 tháng 11. Cơ hội đi tiếp là cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Chao Xie. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ hoàn thành mỹ mãn bước đầu tiên, nối tiếp thành tích những năm qua cũng như mở ra cơ hội một lần nữa thể hiện khả năng tại sân chơi châu lục.